Công khai minh bạch là thông điệp và phương châm chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh với cơ sở nhằm nâng cao chất lượng đảm bảo công bằng trong công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2022. Hiện các xã phường thị trấn đang tập trung thực hiện nghiêm túc trong đợt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Tại buổi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, ngoại trừ 2 trường hợp vắng mặt do dịch chưa về kịp, còn lại 35 trên 37 thanh niên trong danh sách gọi đã có mặt đầy đủ. Buổi sơ tuyển được bố trí khoa học hợp lý, đảm bảo giãn cách, nhằm đảm bảo công bằng minh bạch, không bỏ lọt đối tượng trong việc gọi tuyển thanh niên lên đường nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tiến hành họp lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn, từng khu vực, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để mọi người dân nắm bắt rõ về luật nghĩa vụ quân sự. Đồng thời công khai số điện thoại, đường dây nóng ở xã và các thôn đúng theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Sau khi rà soát, chúng tôi công khai trên hệ thống loa truyền thanh đến các thôn, các đoàn thể để tuyên truyền vận động số thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Các thôn nếu phát hiện còn sót đối tượng nào thì sẽ điện trực tiếp cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự để chúng tôi bổ sung vào danh sách. Qua rà soát, chúng tôi phát hiện có 3 cháu đã tốt nghiệp đại học trở về địa phương. Chúng tôi tổ chức phát lệnh bổ sung. Đến nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã cơ bản hoàn thành công tác sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Toàn huyện đã phát lệnh gọi sơ tuyển 583 thanh niên, tỷ lệ lên trạm khám sơ tuyển đạt 80%, cao hơn nhiều so với mọi năm. Cán bộ, cơ quan quân sự huyện họp cùng với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã để ra soát, nắm chắc số thanh niên, kể cả những thanh niên tạm miễn tạm hoãn, truyền thanh các xã, tăng cái thời lượng tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự và nâng cao cái trách nhiệm của thanh niên. Thì từ cấp huyện đến cấp xã, chúng tôi đều chỉ đạo phải thông tin 3 số điện thoại, đường dây nóng để cho nhân dân giám sát trong cái công tác tuyển quân. Tính đến ngày 15 tháng 11, toàn tỉnh đã phát lệnh gọi gần 12.000 thanh niên khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó số lên trạm khám tuyển đạt gần 80%. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát đúng theo phương châm chỉ đạo công khai, minh bạch, không bỏ lọt, không bỏ sót. Trước mắt, tiếp tục yêu cầu các thanh niên hoàn thành việc sơ tuyển làm cơ sở để phát lệnh gọi khám tuyển.